ទៅរៀនជាមួយលោកដូចកូនសិស្សខ្មែរដទៃទៀតដែរពីព្រោះពីដើមអត់សូវមានសាលាអីជា
trầm trâu tế cứ tới riêng nơi nông vọt đàl miền cru chi lục sòng chẳng chám nẹ đàl xùm rạch chất tha và chun côn ai tới riêng là so sạc mái cứ tới riêng cho mùi lục hay nè dây phía xa là biếp là bóp đăng là biếp là bóp lục là biếp là bóp và phút sạc nạ đài chẳng cũng cho nẹ đà tờ riêng sạc nạ chỉ mùi tuôn nó nơi môn cho nam con môn cho sập răng ta kêu riêng nâng cả lại ná hơi chưa từng lọp nó là dạng bên này ta riêng nó được dương ta riêng rõ tháng ngày đã rồi có riêng tại tháng ngày ở trời cổ rụp sát sát ná rồi có dạng là đã nâu nông phúm cứ phúm khá miên sá là riêng phúm khá ở toàn miên sá là riêng kháng này sát sát ná nó tê hai bậc phụ na đờ ọt miền sà riên thế cứ tờ riên là lớp tẹt tuôn năng tài mà đòn cứ tuôn năng quạt nè quạt đòn tẹt thì cái lại bọc quạt năng bờ miền cả ấy có quạt riệp chom ao cồn sa hằng cùi miền cả ấy miền cả đá khiên bờ sân chỉ ọt miền cả ấy ọt miền cả đá khiên thế sa năng tờ hằng cùi nở lơ cái đá tẹt đôi chờ phiêu đôi chờ mình là tay để mà lên tè năng chấn cứ tha quạt và riêng tập tam là tập hiếp để quạt ách vừa bằng chút cầu pi hàng con tập hai của hoàng man châu căn cặp này con ông ti tăng là lục ba phía xa cả lòng mau nhưng sau lưu thì họ đôi trên nơi vài cái đang sốc cầm nát bằng lục nữa ta miên ca sắc sắc lao chiu hay bằng hai anh tha nâng miên ca vật to ở riêng sát na nơi tiệt tuôn là được thế. Tám, ở thế ban bất hại lên miền tuôn. Riêng sơ thiệt hại, ở miền sơ la sát sá thật bạc phía, hay công tha lai sơ la sát sá xung bây ta vì hìa, có trời ta bật vì bật đa tăng bị chân nam chất sơ bây, mà đó chất sơ pram nếu cứ bật, bật mệnh tên hại, ở miền thế. Ta miền ca sắc xa xa chư, bỏ lộ bàn bằng hành thế tha. Cả cổ rụt vào bản sát sá rồi có sát sá sá nhuột bị sát sá nó trở bản bật càng sông lợi bình ná. Bật càng sông cứ nơi cỏi bề miền bật tỷ ca bạc bao nơi có phần là xoay khlang này anh vì bố bê nóng vì chí chôn chám từ bàn chùm lia bóng mai chanh vì xã cùng một bọc luôn ôi từ nơi chùm mùi bóng ôn khmai lên miền xã cùng hai hay nơi bê đà rù nâu lên miền xã cùng thông khai chìa cọng tô cổ xa vì bầy cổ xa từ nơi chùm mùi xã có mùi thông kì nâng nghe tam đàn tha ta nè nâng lẹ bóng xa xa ọt hai bờ nẹt đây mình lẹ bằng sát na thế từ bàn cây sầm lạp chảo đôi chân này hái trong dây chỉ ru máu cứ bật đèn sáng nơi cày pê đã miên bật cả bạc bao nơi nông phùng pì này hai bờ môn nắng cứ miên bật đá còn té ca và trang to và cho là nẹt là nơi lụi lẹ bàn đây sao pê nắng cọt nơi ru nơi chỉ hạ cùng hai mai cái hôm của ba và chun mình nơi từ mình nẹt được gặp pì nẹt từ cướp cong nơi hạ cùng muối đã miên mình nô rộp quan nẹ nâng cứ mình bàn tiếng sông tê tiếng sông cứ cởi bật cả bạc bao này ai chẳng sao mà cuốn nhưng châu tao đo bật thiên là bọt ở môi xanh tiệt đại lục bà phía xa môn đình đá cho môi nâng xa cà rầy ở tạ chiết tạ tông tần nâng ca bò sầm a ở chân chật chàm vì chân nam chật sập rằm pi chật sập rằm bầy hỏi ca bò sầm a đình đá lục bàn gặp từ ở sầm nạc ca thái chỉ ca bò sầm a đại thôn thung ngố nhưng trong ngày lục truyền triệu gặp từ ông sầm nạc ca đã tha ta ca bỏ sầm ạt đại lục tha thì chật sập rầm pi đòi chật sập rầm bảy nữa ta kê prai mà chụp bài ở với cả làm bây giờ promo được cả bỏ sầm ạt ở chuyên triệt chạm nữa
đôi khi chúng bạn được là một sản phẩm chứng cứ thà nơi một đo cho năm chất sắp phẩm phí chất sắp phẩm bày này cứ bị chí chôn chàm rút nơi lột lòng cho mùi bị chí chôn khmai tại hai đôi chứ này miền rương ra khá đã khmai khóm bị bạ nơi khăn ca cầm nót ở tạ sinh nhan thà nền na chỉ chàm nền na chỉ khmai hay mình giang tiết bởi dụ chôn nâng khmai khmai cứ nỉ dây khmai chú bạ mình tên hai lên khá mắc cứ lên trên dây chàm để sang dụ bái cứ chụp ở dây bị giả chàm chẳng ở chất sắp phẩm phí chất sắp phẩm bày này cái bảo bài cao là mùi cái thà lâu bạc đi vọt bàn rộng đọc bóng phá ôn chàm ai bóng phá ôn chàm tờ lọc tờ rút nơi chụp chung cổ xa vinh chọ nẹ nà mau bị phùm nà ai tờ lọc tờ phùm nâng vinh sọc nà ai tờ lọc tờ sọc nâng vinh nà bê nâng hai đà cái nghe sưu cầm nọt ở tạ sinh nhàn nẹ đào tờ lọc mọt đào xoay khlèng vinh đã xét xa bị ca xâm lạp ca bạc bao trời kì chạp vô tật xâm lạp nẹ đã tật lọc từ hùm xênh xênh tiết đôi chỉ nâng sọc của phùng xìm cái đây sọc con miệng cái đây sọc từng tròn cái đây cứ mọt đó cái đơn thà nẹ nâng chỉ chạm hay bàn tật lọc mà rô hùm chạm với hình chân vô nẹ nâng tật xâm lạp hay xâm lạp đi ọt miên rước tì xâm lạp tiếng pro tiếng srei khmên cha cứ xâm lạp tật ọt cứ cái cầm nắp tha nẹ ná đã chỉ chạm tuốt bay thả chạm đang hộp sẽ chụp hai cái đầu chạm đang lên trên dây bị xa chạm cái đầu ai ta sạch chìm chuột chỉ sạch chìm chạm xong bay ta miền dù chôn khác của họ đam bay ruột luôn thả luôn chỉ côn cắt nó có mình ăn nhạt ở ruột đây trâu ta sầm lấp đôi khi đây hai chục bu dù chôn đây ruột nơi liên lòng cho mùi bọn ổn khmai bục mặt đai thở kì vô tới xâm lập ở hai đã quạt màu mình toàn phê hay khmai có hóa bàn bổ mô chú vụ chôn nâng tầng chú vụ chôn chám phong chú vụ chôn khmai phong tới bởi chúng hay bàn xua tha nẹ nà khmai nẹ nà chám ôi lược đầy chám thật đạm mặt hàng khmai thật đạm mặt hàng nẹ đã chơi con cắt ở nơi mặt hàng đó trong cõi cái phần mô nè đã trải thành chỉ côn cắt nâng chia chám này chỉ côn chám này do ta sầm lấp hay cả này nấy cả láng nơi phùm trìa miên nè nơi ru riêng miên chỉ vết đã chỉ chôn chia chám đời xa thạc quạt bàn phun của họ là mây ruồi khluôn thạc quạt chỉ côn khmai mà đó sập ngày nấy còn nơi ru nơi lại thế ta ca sắc xa sao chưa bỏ lộ miên ban bằng hàng gặp tết tha nè ná chiên nè ăn đồ vặt cô này dụ bài này ca bỏ sầm ạt ní đôi có con cầm láng khăn ná hay bị thẹn nằm ở đây nhóm và ca sầu chiều được bọc nhóm cứ sầu chiều ai từ lư bộ miền đặc trưng của một bản nơi cái lại cát hẹt của một bản vì xã xây đã chỉ chun rộng cướp hơi xã xây đã bùng ra cả nơi không sớm mai nục đã hai thà chỉ chun đại đỏ hai bên dây vì bình chia bị thạ lơ máu đôi khi trong bản lược làng chẳng dừng ắt khơi chia cả đất nam thế dừng ắt nhóm ở toàn bàn cả đa nam nam muối bình chia pi mà chôm từ phùng phía rứa có pi phùng phía từ đồng bon rứa có pi đồng bon từ sọc ao rứa chạm vào từ sầm lấp cứ nhóm ở toàn bàn sao chiều khơi ai cả sàn đang tì còn tại nhóm bàn chuột sầm phía chôm muối mình nu đặt bàn khơi ai cả sàn nu đồ xạ xây để nhóm bàn lược chôm thay quạt một sọc cầm rây chẳng quạt bàn khơi ai ra nó quạt bàn pháp nhom xạ xây được trong bàn lược làm được mấy chục một sợi áo mặt chẳng quạt bàn lư cao bọc này dây quạt một pháp nhom xạ xây chỉ chun chít không mẹ quạt bàn khơi cả đắc nam xạ xây bị thạnh đồng bon tới thạnh sọc ở rừng có bị sọc tới khủng ao của mô chạm giao tới sầm lấp quạt bàn một pháp nhom xạ xây đã trôi rùm bị chùm nợ thạnh khủng ao giờ chạm vô tới sầm lấp
គេប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាតើឯកសារហ្នឹងគាត់មាននៅសល់ទេគឺអត់មានទេដូចដឹងស្រាប់ហើយនៅសម័យខ្មែរក្រហមมันអាចមិនងាយអ្នកណាទៅបានឯកសារហ្នឹងណាសបុតផ្ញើពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយសិតទៅជារឿងសម្ងាត់ហើយអ្នកដែលលទ្ធភាពអ្នកដែលបានឃើញហ្នឹងគឺថាបានតែធ្វើមកឃើញទេมันអាចយកឯកសារហ្នឹងមកទុកបានទេចាសសូមអរគុណចូលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសាកជឿនៃការសម្ភាររបស់លោកហ្នឹងមានសាក់សីដែលប្រាប់លោកអំពីការចាប់បញ្ជូនជនជាតិចាមហ្នឹងទៅមន្ទីរឃុំឃាំងឬក៏មន្ទីរសន្តិសុខមុនអនុវត្តការបោះសម្អាតដែរទេនៅក្នុងករណីចាប់ជនជាតិចាមយកទៅដាក់ឃុំឃាំងនេះគឺកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ73ម្លេះដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺថា73គេចាប់ដើមប្រមូលអ្នកដែលមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំជនជាតិចាមនៅក្នុងភូមិជាកឹមហើយនឹងគ្រូបង្រៀនដែលជាតួនហាជីដែលជាអ្នកចេះដឹងដែលធ្លាប់បានទៅចំឡងធរនៅប្រទេសអារ៉ាប់គេប្រមូលក្រុមហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ73ហើយដូចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាគេប្រមូលតាំងពីគ្រប់ភូមិទាំងអស់យកទៅដាក់នៅមន្ទីរសន្តិសុខនៅមន្ទីរសន្តិសុខមួយនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺមន្ទីរសន្តិសុខថ្នាក់ស្រុកក្រូចឆ្មានៅក្បែរផ្សារក្រូចឆ្មាចំពោះស្រុកផ្សេងក៏គេធ្វើដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែមករយៈពេលហ្នឹងមកដល់ពេលបះបោនេះការចាប់ចេះតែកើតឡើងចឹងដល់ពេលក្រោយពេលបះបោមកមកដល់ឆ្នាំ77នេះគឺថាចាមរស់នៅលីឡំជាមួយបងប្អូនខ្មែរហើយគេចាប់អ្នកណាដែលប្រឆាំងជាមួយគេទេគេលែងចាប់អ្នកដែលថាចាមគេចាប់យកទៅសម្លាប់គេលែងហើយដូចជាស្កប់ស្កាត់បន្តិចប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពី77មកដល់78ចុង78នេះគេមិនមែនរើសមុខចាមណាយកទៅដាក់គុកទេគឺហើយក៏អត់មានគុកដាក់ដែរគេចាប់បងប្អូនចាមមកក្រុមរាប់រយនាក់រាប់សិបនាក់ដែលគេប្រមូលបានតាមកន្លែងមួយមួយហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅមន្ទីរសន្តិសុខយកទៅឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃតម្រាំតែគេសម្លាប់អ្នកចាស់អស់គេនឹងសម្លាប់អ្នកថ្មីនេះឯងហើយករណីដូចនៅវត្តអូតកួនមានបងប្អូនចាមម្នាក់គាត់ឈ្មោះខ្ញុំចាំមិនខុសទេគាត់ឈ្មោះហ៊ីម៉ានជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់បានរត់នៅពេលដែលគេគៀចាមវងបងប្អូនចាមរាប់រយនាក់ចេញពីភូមិដើម្បីបញ្ជូនទៅវត្តអូតកួននោះគាត់បានរត់រួចហើយក្រៅពីគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគឺស្លាប់ទាំងអស់រាប់រយនាក់ក្នុងពេលហ្នឹងគឺអត់មានគុកអត់មានសួរចម្លើយអត់មានធ្វើជាឯកសារអត់មានស្រង់ឈ្មោះគឺឲ្យតែថាចាមគឺយកទៅដើម្បីសម្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងអត់មានដាក់គុកអីវែងឆ្ងាយទេចាគុណតើលោកដឹងអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាការបោះសម្អាតនឹងពីចាប់ដើមធ្ងន់ធ្ងរហើយរត់តែតឹងរឹងចាប់ពីឆ្នាំ77ដល់78ដែរទេបាទលោកស្រីខ្ញុំក៏នៅតែមានចងល់ដែលមិនចេះចប់ដែលហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីចាមលះបង់សាសនាហើយលះបង់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនហើយសុខចិត្តចុះញោមហើយលែងមានការបះបោលែងប្រឆាំងអស់ហើយតែនៅតែត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ដោយមិនរើសមុខយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ហើយបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏ខ្ញុំស្លាប់បាត់ភ្នែកមិនចិត្តដែរដោយសារហេតុអីចង់ដឹងពីព្រោះមានឪពុកម្ដាយសំទោសមានបងប្អូនជាដូនជាតាខ្ញុំច្រើនណាស់ដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បែបនេះច
Chà cũng sầm nụ trong cao là bọc nhúng. Ta miên ca on trai ở bầy khla. Bạn cả làng đòi chung chích chàm, sasna, islam, nơi nông Campuchia, nơi nông rộ bọc. Campuchia bà chia thập bà thay đã chấp đàm bị thức này thì đọng bằng mì xa chất sắp rằm, đòi đọng bằng mạng ra chất sắp rằm buồn. Bạn bên dây bị rương on trái dụng chí vật dụng chí vật rồi bỏ bởi chí chôn chám rộp sai nè đã trở bàn kê xâm lập nè đã rùa phía rồi cái rùa cứ tích tam ca sao chí rêu rồi bỏ cái nhóm cứ miền bà hai là bí sai nè đã là rùa hai nè đã kê xâm lập nâng cứ và phải bị buồn từ phạm sai nè chả nè hai chục phu việt nam đã nở ruột nè ruột và cọp đòi phiệp tóc lấp hơi khai bạc sát rom bạc sát một cao pi sáu máy không may cả họp nè cọt nơi tập bạc sát nơi tập hơi khai mà đòi rồi ngày bắt chọc bị ruột cọt khơi những cái sầm lấp sọt quạt kích bị ca sầm lạp bong ôn chị đôn chị ta quạt trở bán cái sầm lạp con cũng prìa ở phục mà đai mà đăng tha ru nâu cả lấy nà chanh mò mà đăng tha ở phục mà đai nâu cả lấy nà khai chị con cũng prìa hai xạ cùng chàm lên miên nẹ chạy đằng tao chưa mà nục đà chàm đà bị đào tha lập bay lập bán kháng này xa xa trở cái sầm lạp chẳng hai nẹ đà là ruột riêng miền chỉ vứt ọt miền cừu ọt miền tuôn nam riêng bọc quạt con trai rồi bọc quạt khai chia mà nó là ngông hai cao na quạt chia mà nó là ngông quạt cát con mò tiết có bẩn to nó phiếp ọt chê mà đò sập ngay đi chẳng hai bàn tha dạ cung cha mà đò sập ngay đi hơi thở ọt miền ca rít chùm ra ọt ọt sờ miền nẹ chê đằng chơi chơi dù đằng chơi chơi cứ đòi xa tha ít tập phút ạc trọ chia chia phi xa mai khai khó hôm tăng đây bà sân chỉ ớt miên khai khó hôm xa mạp chạm tế chạm sắp ngay nó cứ mệt mệt bần này tế cứ chạm nâng lọ chiếng đi bà xa chiếng đi hãy trực bàn xa con lúc tổ tu xa qua chạm chạm chiếng đi tổ tiết bà xa tế bà lý xa mạc quân lục xa xây xa mạc quân lục bà thiến khuyên bóng xa mua xa mạc rao bê tì ca tớn Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur l'Expert. Je m'appelle Marie Giraud. Je suis l'avocat qui représente les intérêts du collectif des parties civiles dans ce procès. Et j'ai quelques questions de suivi pour vous ce matin et sûrement cet après-midi. Vous nous avez indiqué hier matin que vous avez travaillé au CDCAM en tant que chercheur entre 1999 et 2006, que vous aviez ensuite travaillé au bureau des co-juges d'instruction ici même aux chambres extraordinaires. Vous nous avez également indiqué que vous avez mené un certain nombre d'interviews pour les deux ouvrages que vous avez écrits. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner une estimation du nombre d'auditions de CHAM que vous avez menées depuis que vous travaillez sur cette question. Cặp bất tức trong chỗ thuốc ca nơi mình chạm đồ lại cái giá cho năm ca sập bầm buồn một đó cho năm bì bọn bầm mùi hai chùm nuôn đài mà nụ đài khi nhóm bàn sống phía khi nhóm bàn rộp cặp bất tức nhóm bờ sân thì xu phim phim cỏi nắng và hai chị ách chạm bàn một đó về ní cứ thiệp lịch trả hơn hơi còn tại ai chùm nuôn và hạ bà hai bì bì rồi bây rồi nẹ chúng luôn chẳng hao cả pi rồi tới bảy rồi nè mà nộp đặt nhóm bàn sầm phi
C'est précisément ce que je voulais, une estimation, une fourchette de personnes que vous étiez, que vous auriez interrogées. Est-ce que dans ces 200 à 300 personnes que vous avez interrogées, il y avait une proportion importante de Cham? Ou avez-vous interrogé des personnes qui n'étaient pas Cham pendant cette période où vous étiez chercheur au CDCAM? ភិជ្រានគឺជនជាតិចាមដូចខ្ញុំដែរហើយមួយចំនួនទៀតជាពជាជនខ្មែរពជាជនខ្មែរហ្នឹងបែកចែកជា២ខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះដែរដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយបងប្អូនចាមឃើញទុក្ខវេទនារបស់បងប្អូនចាម Je vous remercie parmi la centaine de Cham que vous avez entendu. Avez-vous entendu ces victimes sur l'ensemble du territoire du Cambodge? Avez-vous concentré vos recherches sur un district ou une province en particulier? Pouvez-vous donner un petit peu plus de précision sur la localisation de ces personnes Cham que vous avez interrogées lorsque vous étiez chercheur? ធ្វើការសម្ភារហ្នឹងគឺលោកផ្ដោតទៅលើទីតាំងណាមួយជាក់លាក់ឬក៏អត់ទេខ្ញុំធ្វើការសម្ភារមនុស្សសម្រាប់សភៅទី1របស់ខ្ញុំដែលមានចំណងជើងឧបបាសនេះគឺអត់មានកំណត់កន្លែងទេពីព្រោះយើងសម្ភារជាមួយគ្រួសារ ជនរងគ្រោះជាជនជាតិចាមដែលត្រូវបានចាប់យកមកមន្ទីរស-21ហៅថាទួលស្លែងនេះហើយអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនគាត់នៅស្អាងខ្ញុំតាមទៅស្អាងមួយចំនួននៅកោះធំខ្ញុំតាមទៅកោះធំមួយចំនួននៅខាងកពតខ្ញុំតាមទៅកពតគឺអត់មានកំណត់ទិសដៅទេប៉ុន្តែសភៅទី2របស់ខ្ញុំដែលមានចំណងជើងចាមរីបេលៀននេះគឺផ្ដោត ទៅលើកំពង់ចាមភិជាច្រើនកំពង់ចាមគឺខ្ញុំសម្ភារភិជាច្រើននៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាស្រុកកងមាសមានកំពង់សៀមតិចតួចហើយមានស្រុកស្ទឹងត្រង់ច្រើនហើយមាននៅស្រុកដតីទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចចាំបានដូចជាត្បូងឃ្មុំក៏មានសម្ភារខ្លះដែរពញាក្រែកក៏មានសម្ភារខ្លះដែរ Je vous remercie. Vous avez indiqué hier, en début d'audition, que la majorité des musulmans au Cambodge étaient Cham, sous-entendant qu'il existait d'autres minorités musulmanes au Cambodge. Pouvez-vous indiquer à la Cour s'il existe d'autres minorités musulmanes au Cambodge et si oui, quelles sont-elles? ពាក្យថាចាមនេះគឺបើសិនជាចាមហៅខ្លួនឯងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនហៅចាមទេពាក្យដែលចំមែនតើត្រូវត្រឹមត្រូវគេហៅថាចាំប៉ុន្តែដោយសារថាបងប្អូនខ្មែរសកលលោកគេស្គាល់ថាចាមអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាចាមដែរហើយចាមនេះឬក៏ចាំនេះ គឺអតីតមកពីនគរចម្ប៉ាហើយមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាំងពីចម្ប៉ាមកសពថ្ងៃមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះក៏កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែរប៉ុន្តែមានចាមប្រភេទទៀតគេហៅថាចាមជ្វានេះគាត់មិនមែនពូជចម្បោគាត់រត់ភៀសខ្លួនពីការតាមសម្លាប់របស់វៀតណាមទេ
Cham Chvia đi quát mau pi khang Indonesia vậy hai phía khóc kia nó cứ trăng phía xa bên dương mưa mốc mọt mưa sắc nà là biếp liệt vẹt đôi khi nha thằng ọ con tay phía xa cứ Cham Chvia quát ọt chè này dây phía xa Cham thì quát này dây phía xa mai rực có chắc chắc có chân như vậy là biếp phía xa Indonesia chẳng hạn thầy Cham Chvia đối chứ này chỉ rùm hạn thầy Cham rồi có Cham này bốc giả rốc từng Cham màu phi chùm ba phong Cham Chvia phong chẳng hạn mà đó xa mai xa cung riêng này dũng và câu ná bàn rô phía môi đạo hay trực bàn thật tuôn cho mà đó sọc ngay này cái hào tha Khmer Islam. Khmer Islam cứ xâm đáy ban pi từ lưu Cham Chvia phong Cham Chum Pa phong hào tha Khmer Islam. Je vous remercie. Donc pour être clair, les Chvia sont considérés comme des Cham. Chun Chit Chvia có trai ban cái chặt tục tha chỉ Chun Chit Cham đây mình đấy. Bạn trầm trấy. Vous avez beaucoup utilisé le terme de communauté hier et aujourd'hui. Hier, vous avez notamment indiqué, lorsque vous parliez des personnes qui ont été transférées après les rébellions, vous aviez indiqué que ces personnes avaient perdu leur sens d'appartenance à une communauté. Et je voulais revenir sur ce terme de communauté, Cham, qui semble très importante dans votre discours depuis hier. Comment définir une communauté Cham? Vous avez parlé de religion, vous avez parlé de la langue Cham. Y a-t-il d'autres éléments pour définir ce qu'est une communauté Cham? Mình và bạn vô là để lục sấy bị xã cùng đấy cứ xã cùng Cham đấy cái này là để Cham ru nơi của mồ của đồng nghĩa đã miền vị hia đã miền hạt cấm miền tuôn miền chùm nuôn cua xa cứ chập bị sai sập nẹ làng tới cứ cái hào tha giả hạ cùng mùi hời D'après les recherches et les auditions que vous avez menées, ce concept de communauté est-il différent chez les Cham et chez les Khmer? Hay chăng quọt cái này nà có khmae đai cái này nà có khmae pon tae chpu chun chit phiệt tích đà ru nơi trong bệ một mần mèn tha cham thế chân cả đoi Việt Nam cả đoi chun chit phiệt tích ấy phseng tiệt cả đoi kê prà chran đà prà phiệt xã cùng đôi chi chân kha xã cùng chân xã cùng Việt Nam xã cùng cham xã cùng chrai xã cùng phnong kê prà phiệt xã cùng nó cứ sầm đái phía trán cứ từ lứa cấm chun chít phía tích nó nong bờ tây mùi. Vous avez évoqué tout à l'heure le terme d'entraide au sein même de la communauté et je voulais savoir s'il existait des systèmes d'entraide spécifiques dans les communautés ou les villages Cham. Et si oui, quels étaient-ils avant l'arrivée des Khmer Rouges dans les zones dont nous reparlons? Bah, quand tu es né de Vintamoni, que tu es tapé que tu es un sasna, tu es un sasna, tu es un sasna, tu es un sasna, Islam. Es un sasna, Islam, tu es trong lực ủ thì họ đôi chỉ còn cầm prìa đại admin ở phúc admin mà đài nên chẳng
Islam bung rien oi sa kum nung a tờ yo chất tục đặt tờ lơ kmay gom pria vê chun kmay gom pria nung oi ban tin sot oi miên sum li bung pia oi miên lui ka chum nay a ha hoop chok do chikon net the tay die chupu net craw con chung die net craw the quat ti toal craw ku nơi không giả cũng nó thơ rây ông kia sắc này Islam ao chui chui nẹt cỏ vì thế nó bị là zakat rồi có cái hai fitra fitra này cứ nó bị là trong khai Ramadan nó mà nẹt tới tại bỏ chả tam chùm nôn cầm nọt chẹt lẽ mùi thà chia ông co và man cả lỗ hay ở con nó cứ bỏ rồi cha group kia rằng ó hay do tự bỏ rồi cha tới sầm rạp thì nè cò thì hay phê chữ cắt coi chẳng đài sasana bằng riêng ao ấy dạ cùng từ do chất tục đặt mơ thẻ rô tham sừng cờ sầm rạp nè đời chữ vây vây sắp vàng cứ dân trời bưng ai từ vinh từ màu trong sam kỳ khỉa ọt miên nẹ na đà miên tư rủng lộp do nẹ vì nẹ cro tao tiết ọt miên tí cứ tha nẹ miên nâng thử bò rì chạ tao ai nẹ cro bò rì chạ tao ai khmê cầm pri bò rì chạ chui bằng đọc bằng đa nẹ là ngôn khai ai chết đằng ai miên chư phiếp ru bà hai là khỉa ni hai ở vây đài sạch này Islam bằng riêng chôn chít rồi bỏ dường hai có đôi chia bằng riêng nẹ đã căn sạch này Islam tiết lưu bị phục lô ai chê chui khi này tự mình tự mộc nông lẹ cả nạ bài này Je vous remercie. Selon vos recherches, ce système d'entraide spécifique dont vous venez de parler a-t-il perduré pendant la période du Kampuchea démocratique? Trong 75 ក្រោយ ព្រឹត្តិការណ៍ បះបោរ មក គឺ បែកបាក់ គ្នា អស់ ហើយ លទ្ធភាព នៃ ការ ជួយ គ្នា នឹង មិន អាច ទេ រស់ ដោយ ពឹង ខ្លួន ឯង ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ តែ មាន ជីវិត រស់ Je vous remercie. La communauté Cham est-elle structurée en sous-groupes, en castes ou en lignées? Est-ce que c'est un concept qui existe dans la communauté Cham? Bonne idée pour le crom, je m'en dis Chamman. Pour nier dans le chouï knir, nier dans le soptouk knir, nier dans le poum, mouille. Rồi có hai thà giả cô mùi nó cái miền bài chạy trông tôi tiết đây là hai thà chủng ác nó cứ miền này thà cổng hay khăn ông chủng ác mùi nó cứ biên bật thiên mà nè xâm rạp mơ ca khó trơ bị rùa cấm gót bằng ai mơ ca khó trơ mà nụ rộp bọn nè nè khăn ông khung nâng bàn tê bàn tay bàn dây ông bì ca bài chạy vần nạ ọt miền thế nẹ na đài bài chạy vần nạ nẹ miên nẹ cro nẹ che nẹ lực ngôn cứ nẹ bạn ní nẹ bạn nô sạch nại Islam ọt miên đi ọt miên bánh chay bạn ọt miên bánh chay po sầm bol cứ đùm rơi ỏi mình nô nơi nông sản cầu môi trâu che rụp rùm xa mà kì nia sờ lạnh nia đôi bong ôn bạc cả Je vous remercie. Vous nous avez parlé hier des différents chefs religieux ou autorités religieuses qui existaient au sein des communautés Cham. Vous nous avez parlé du Hakim, du Hadji,
du Mechumha en insistant sur le fait que ces personnes étaient responsables des affaires de religion et n'étaient pas impliquées dans l'éducation ou dans la transmission des traditions. Vous nous avez parlé ce matin du Thun, vous venez de nous parler du Chumpas. Existe-t-il au sein de la communauté Cham d'autres figures qui sont chargées de transmettre la culture Cham, la tradition Cham, d'éduquer les jeunes Cham en plus de la figure du Thun dont vous nous avez parlé ce matin? លោកស្រីបានលើកឡើងត្រឹមត្រូវហើយគឺហាកឹមក៏ដោយហាជីក៏ដោយឬក៏មេចំអាស់និងទួនចង់និយាយថាភាកច្រើនគេចាប់អារម្មណ៍ពីលើតែរឿងសាសនាអប់រំកិច្ចការសាសនាវាដូចខ្វះខ្វះមែនខ្ញុំសារភាពថាសហគមន៍ចាមខ្វះខ្វះអ្នកដែលបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្របង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់គិតរឿងសាសនាជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងត្រូវតែចាមត្រូវតែគិតពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរដល់បងប្អូនចាមមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងផងដែរដែលគាត់ជាទួនឬក៏ជាហកឹមប៉ុន្តែគាត់រក្សាប្រពៃណីគាត់បង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រដល់កូនចៅរបស់គាត់ដើរទន្ទឹមគ្នាចឹងហើយបានថាខ្ញុំការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមិនចប់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងនៅសរសេរសភៅមួយទៀតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចាមប្រវត្តិសាស្ត្រនគរចម្ប៉ាដើម្បីឲ្យប្រជាជនចាមក្មេងចាមជំនាន់ក្រោយពិភពលោកបានដឹងឡើងវិញឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានរស់ឡើងវិញJe vous remercie.La famille est-elle traditionnellement un lieu de transmission de la culture Cham? Et si oui, pouvez-vous expliquer comment la transmission de la culture Cham se passe au sein de la famille? Le rôle du père, de la mère, des enfants, respectivement. Je vous remercie de la culture Cham et 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 de la culture Cham.និយាយពីវប្បធម៌វប្បធម៌វាយើងអាចរក្សាបានគឺភាសាអ្វីដែលយើងនិយាយពីវប្បធម៌រក្សាបានការស្លៀកពាក់ជាចាមប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាទូទៅគ្រួសារឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយនឹងមិនមែនបង្រៀនទេនិយាយនិទានស្អីដែលគាត់ដឹងឮពីមុនមកហ្នឹងប្រាប់ដំណែលមកឲ្យខ្ញុំដូចជាឪពុកខ្ញុំគាត់និយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគាត់ដឹងគាត់ឮពីរឿងចម្ប៉ាណាប្រាប់មកខ្ញុំដល់ខ្ញុំហ្នឹងប្រាប់ទៅកូនអាហ្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រថាយើងធ្លាប់មាននគរមួយរុងរឿងនគរមួយអស្ចារ្យនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយអ្នកណាជាអ្នកយកនគររបស់យើងអ្នកណាសម្លាប់ជាដូនជីតាបុព្វៈបរោះរបស់យើងស្ដេចរបស់យើងគឺគាត់ប្រាប់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងវប្បធម៌គឺវានៅលុបលំជាមួយនឹងសាសនានេះឯងអញ្ចឹងហើយការបង្រៀនការស្លៀកពាក់រឿងវប្បធម៌នេះវាមនុស្សដែលកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារមួយឪពុកម្ដាយធ្វើយ៉ាងម៉េចនិយាយភាសាអីមិនបាច់បង្រៀនទេគឺថាកូនហ្នឹងធ្វើតាមត្រាប់តាមឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងវប្បធម៌ចាមហ្នឹងគឺ
ọt bắt bóng để xa tha cột cát máu thưa tam ở vùng đại trái cát máu thưa tam cồn vận tải của vật xa đại ọt miền ca cọt trá ai bắt bóng để xa tha can để dây to mọt ọt miền ai cả xa hay ai cả xa của vật xa này cứ bắt bóng chưa ra nát được không sao mày cả họ bắt bóng ai đã khơi ai cả xa do từ đột chào nẹt là lùi vô từ cọp đây hơi nẹt đã cọp đang có slap mình đang thật cọp nơi cái lại na nó bây là trong sao chiếu trong bàn rồi bàn ai cả xa tích túi nẹt phun cọt ao máu cọt thà cọt nẹt cọp là mình đang nẹt na thế mình đang cọt từ chùa chùa đây khnông phun bọc cọt nó có khơi ai cả xa nó cọt có rơi máu hay dân đăng tham mình đăng đại na mình chạy ai cái xa ta ai cái xa nó cọp nơi cái lại na khá hay lư thật mai cái hòm nó có sọc Việt Nam trong son sắc cho mùi Việt Nam sọc bạc sọc giang vẫn đã ai cái xa rồi bỏ chạm rồi bắt bóng đấy có bắt đất nó sẽ bánh mai cái hòm nữa đồ sân chia ọt miên khoai cả hòn thế chám cứ mình men đôi sọc ngay thế rít chùm ra lập bay lập bay miên phổ vọt ở xa cầm nọt ra trâm trời miên thân nặng đất nôn trâm trời miên phu chấm bố sát chám nơi ru chắc bắt sồn tập tả ngợp lang vinh mà đọc bên nhẹ thấy dân khơm thả ọt miên xâm lạp chám tiếp tế nơi dọc mạng Je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure que les enfants Cham pendant le régime du Kampuchea démocratique étaient séparés de leur famille et envoyés dans des unités pour enfants. Vos recherches et vos entretiens vous ont-ils permis de conclure que cette séparation des familles avait eu un impact sur la communauté Cham? ការបំបែកប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកស្រីបំបែកគឺលែងឲ្យស្គាល់ឪពុកម្ដាយលែងចេះនិយាយភាសាលែងដឹងថាខ្លួនជាចាមហើយគឺខ្មែរក្រហមគេអប់រំថាក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកូនបដិវត្តហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាបំបែកនេះមិនមែនបំបែកតែកូនចាមទេកូនខ្មែរក៏ដោយក៏ត្រូវបំបែកឲ្យរស់នៅចាញ់ពីឪពុកម្ដាយដូចគ្នាទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់គឺថាដូចខ្មែរកូនខ្មែរគាត់នៅកន្លែងណាក៏គាត់និយាយភាសាខ្មែរពួកខ្មែរក៏ហមក៏និយាយភាសាខ្មែរប៉ុន្តែសម្រាប់ចាមវិញតើណាគេយកឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយទៅលែងចេះភាសាចាមហើយលែងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រឪពុកម្ដាយអត់មានលទ្ធភាពនិយាយប្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រចំប៉ាទៅកូនចៅទៀតបានទេហើយកូនក៏លែងដឹងបាត់បង់អតសញ្ញាណជាចាមហើយពេលដែលបំបែកអញ្ចឹងចប់ហើយJe vous remercie.Je voulais vous poser quelques questions sur la collectivisation des terres en prenant peut-être comme exemple votre village natal, ou en tout cas le district où se trouve votre village natal. Les communautés Cham avaient-elles une façon particulière de travailler la terre, différente des villages ou communautés Khmer qui se trouvaient à côté? Cham bên chùm niên bị xe khó bị Khmer khai đôi chì chùm niên khang đi sát Khmer rô trầy bàn đáy bàn tế ở bàn chí ra đôi chàm thì chàm còn bà cài rô chiền thầy rô ní rô biếp tục trầy chập ngay cao tiết mình bên rô bùng phlán trầy thầy miết chùm niên mối tiết cư chùm niên đồng bài
quạt chùm niên nè, quạt bạc cài nè. Chùm niên môi tiết cứ đòm đáy. Đòm đáy cơ bật đà chàm đòm ra bàn lõ nè, chiêng chàm là bấy á. Hay sài chùm cá cho phước đô chức nì à. Bọn tay mà đòi sập ngay chàm đã che chùm niên tiếng bấy nâng sân thật bạch bạch bằng à, một cái bò bộ vật sạc bọc quạt hơi trái ọc trái nó không thể lê hơi ọc miền trái bị đôi bị đau tê tê hơi rương đồng bàn ní lâu ní quạt đồng, mình chạm bạch đồng bàn ấy bơ miền ruông chạm sọc bẹp sọc vàng nuộm màu bị cái sọc của miền vườn nơi con sọc của miền hay đom đáy của miền ruộng chạ sập cam đom đáy đang sọc bẹp sọc vàng chẳng hay sọc ngay qua tờ lóc máu phứ sải chùm cá đôi bong bột mày chẳng đài En prenant pour exemple le district de Kreuzma, où vous avez concentré certaines de vos recherches, pouvez-vous expliquer quel a été le processus de collectivisation des terres et si celui-ci a eu un impact particulier dans les villages et les communautés Cham? Promol đi, mình men promol trầm tận đây đã rôm đấy, xong bây giờ mình nu, trang nơi hạ cỏ, rùm say cả rùm từng ca hộp chọc từng ọt, hay bật đây thấy cứ ọt miên cam mà sệt, ọt miên cam mà sệt, ở vây cứ lên chỉ cam mà sệt rồi bỏ bọc cồn, lên chỉ cam mà sệt rồi bỏ, cứ rùa xa rồi có hạ cùng mình tiệt hà. สมัยใหม่ก็หอมมันแม่นถ้าบ่าวๆจามเด้บ่าวๆខ្មែរឬក៏ជនជាតិសាសអីក៏ដោយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក៏ហមដឹងស្រាប់ហើយអ្វីក៏ជារបស់រួមជារបស់អង្គការហើយបើអង្គការឲ្យហូបបានយើងអាចហូបបានបើអង្គការមិនឲ្យយើងហូបទេសំបីតាតំណាំដែលយើងដាំនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងមុខផ្ទះរបស់យើងទំលងដែលយើងដាំយើងមិនអាចជីយកមកផងអាចជីយកមកហូបខ្លួនឯងពីព្រោះអ្វីក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការទាំងអស់ដែរ Les coopératives regroupaient-elles des Cham et des Khmer ou y avait-il des coopératives uniquement pour les Cham Khmer chomrok khnia rư ko mien sahako khlas dae mien sot tae chea chon chiet Cham tae mdong Au début at mien sahako na dae mien chon chiet Cham sot tae tang pi chong 75 ma dol 70 chong 78 ni lực lên ta môn chất sập rạm môn khai vị trí ca cho nam chất sập rạm chám nơi ruộng nơi nông phùm bọc quạt chẳng xa hạng một bình nó cứ quạt miền xa có đã sắp ta chỉ chạm Donc si je comprends bien votre témoignage, à partir de 75, tous les Cham appartenaient à des coopératives étaient mixtes, qui comprenaient des Cham et des Khmer. Est-ce que je comprends bien votre témoignage? Bah,
Vos recherches vous ont-elles permis de savoir si la prise de nourriture en commun au sein des coopératives avait eu un impact particulier sur les Cham? Vous nous avez parlé hier du porc et du fait que les Cham avaient été forcés de manger du porc. Y a-t-il eu d'autres effets sur les Cham induits par la prise de nourriture en commun au sein des coopératives? ជនជាតិចាមបាទមិនហូបសាច់ជ្រូកទេនេះជាក្រិតក្រមរបស់សាសនាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមករស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយលែងមានរបបសម្រាប់ចាមហើយហើយមិនមែនថាសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែសាច់ជ្រូកទេសូម្បីតែសាច់មាន់ក៏ដោយសាច់ទាក៏ដោយសាច់គោក៏ដោយសាច់ពពែក៏ដោយលើកលែងតែត្រីមួយមុខគត់ចាមអាចហូបបានតលតែគាត់អ្នកសំលេះដែលខ្លួនឯងសំលេះដោយធរដោយឲ្យធរទៅសัตว์នោះហើយសัตว์នោះស្លាប់ដោយមានធរជាប់ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់យកសាច់នឹងមកហូបបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលរស់នៅជាមួយបងប្អូនខ្មែរសហគមន៍រួបរួមគ្នារូបបាយតែមួយហើយมันអាចទេប៉ះពាល់តាំងពីសំបីតែសំឡហ្នឹងសាច់មាន់ឬក៏សាច់គោក្តីគឺប៉ះពាល់ទាំងអស់ហើយសាច់ជ្រូកហ្នឹងក៏កាន់តែប៉ះពាល់ធ្ងន់កាន់តែប៉ះពាល់ធ្ងន់សាច់ជ្រូកនេះបើនិយាយទៅខ្មែរក្រហមមិនសូវសម្បូរទេឲ្យទៅបងប្អូនខ្មែរគឺគាត់ខ្មែរគាត់ចូលចិត្តសាច់ជ្រូកលេខ1ហើយឲ្យតែមានសាច់ជ្រូកគឺអស្ចារ្យណាស់នៅក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែគាត់បខំគាត់រោអាសាច់ជ្រូកណាបានតិចតួចហ្នឹងធ្វើម៉េចដែលអ្នកហ្នឹងជាចាមនៅក្នុងសហករហ្នឹងយកទៅឲ្យចាមហ្នឹងហូបដាក់មកដុំតូចមកធ្វើម៉េចឲ្យតែហូបបើមិនហូបតែឯងត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងហើយបើថាអ្នកដែលរឹងទៅទឹកទៅស្លាប់មែនហើយបើអ្នកសម្របបានចិត្តទៅហូបទៅអានឹងគាត់អាចរស់បានJe vais aborder un nouveau sujet, monsieur le président. Je ne sais pas si opportun de faire la pause. Je peux continuer si vous souhaitez. Vous m'arrêtez. Bah, au fond, le lundi dans monពេលសម្រាប់ហើយអង្គមេបាទអង្គមេប្រកាសសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ត្រឹមចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលឡាការសម្រាប់រួបដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រំចាំសម្រាប់ប្រសាទ័យដល់អ្នកជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់និងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមន្ត្រីច្បាប់នៃការិយាល័យសហច្រកស៊ើបអង្កេតមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅរសៀលនេះនៅវេលាម៉ោង1កន្លះបង្កប់ឲ្យអនុរាជទីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកឃឿនសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាកសនបការនេះនៅបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសនការនៅក្នុងបន្ទប់សនការនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះសូមជើងក្រោកឈរ